Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha cô chú anh chị ơi. Thì buổi trưa nay mậu cậu cũng vắng vẻ lắm cô chú anh chị ơi, không có ai hết luôn. Từ bữa ấy tới dạo này cái không có người nào luôn cô chú anh chị ơi. Ủa cái gì mà bu lần lần bên kia vậy? À, cúng cơm trưa cho cậu. Anh vô quay cúng cơm trưa cho cậu á. Hàng gì thấy bu rần rần luôn. À, ca sĩ hay vậy? Ca sĩ hay vậy? Có cái nón. Tại áo này có hình Vũ Linh định định hỏi có không định đem về cái không? Ủa anh dạ. Đâu tới anh? Dạ. Tới nữa hả? Hết rồi. Anh giống ca sĩ quá vậy? Đây phải ca sĩ cũng phải nghệ sĩ. Có gì chị? Ca sĩ em hỏi anh phải ca sĩ không chứ không phải nghệ sĩ. Không không không. Ca sĩ hả? Không phải ca sĩ luôn. Thấy mang dài đại tướng này chắc làm trong công an quá. Không phải luôn. Không phải hả? Ủa. Có tiền thì mua chứ. Có tiền mua hả? Ừ. Trời ơi, chi thấy mang dài đại tướng tưởng đâu trong công an chống ra chứ. Không dài đó đâu, dài công an. Công an đó chị, cũng cãi mà. Rồi em xin đại tướng nữa kìa. Dài này công an hả? Ghê quá ghê. Dài cán bộ mà. Cán bộ hả? Cán bộ ở đâu vậy? Rồi dài này dài của cấp lớn đó, ship lớn. Dài này của cấp tá. Dài này chắc của cụ chiến binh. Dài này chắc dài của cụ chiến binh đúng không? Cái này phải chức quyền lớn lắm mới mang được đôi dài này nè chứ. Phải không anh? Dạ thôi, xin các vị đừng quay nữa. Trời ơi, giống cậu năm ghê ta. Rồi, ca giống cậu hả? Trời, chung chung điểm với ven. Bên đồng bài mới qua đó. Dạ, không nghe nó đi qua là chung đi cho hai. Thôi xin chú cũng đừng hát nữa. Cái gì mà đó tôi giống cậu năm, tôi không phải ông năm đâu mà giống ông. À, thì không có giống đúng rồi đó. Nhưng mà thấy hát kìa, thấy hát cái tựa tựa chứ sao giống cậu được. Cái gì? Sao giống cậu được? 1000 kiếp sau cũng chưa có người nào giống được như cậu hôm nay. Đúng. Ờ. Không dễ giống đâu. Mới vừa nói giống cậu cái phái liền nha. Tôi đâu có nói tôi phái ổng. Không phái ổng lên đây làm gì? Lên tại vì tôi lên đây hoài hoài à. Khu này là khu của cậu năm, không phái cậu vô đây làm gì? Ok không? Khán giả lại phái người ta mới lên, không phái sao lên? Thích là đi à? Thích là đi chứ không phải đúng không? Ừ. Mời anh lao qua kia. Bảo vệ đâu rồi? Ngon không? Ừ. Tưởng đâu anh mang vài đại tướng đại tá là không dám mời anh lao hoài hay sao? Trước khi đi cũng xin ai chưa? Cái gì? Uống thuốc gì chưa? Sáng giờ uống thuốc gì chưa? Cái thứ gì à? À thứ gì là thứ gì? Thứ bảy, bữa nay thứ năm. Không nói chuyện không? Không nói chuyện không? Chơi lòi không nói chuyện để cho tao quay cơm. Né qua một bên. Vô đây là không ý kiến cái cò nha. Có thằng Hải Mát ở đây là không ai ý kiến cái cò ở đây nha. Có Hải Mát là không ai dám ý kiến. Rồi lên đưa cơm cậu lên. Chơi, né đợi, đường né đường. Để cho chị Loan cắm hoa cái đã. Đợi cho chị Loan cắm hoa đi nha quý vị. Đây là một cái mâm cơm của là à, nãy giờ nói là... chơi với ông Manh đó cô chú anh chị ơi là... Thì giờ cũng đang cúng hoa. Cơm cho cậu là đường buổi trưa. Quý vị tỉnh quý chú anh chị. Này của ai vậy anh Minh? Chị Hoa cắm hoa. Chị Hoa à? Chị Hoa cắm hoa. Anh có ghi sổ này nè. Chị Hoa cắm hoa hả? À, chị Hoa ở số 860/58/17 Sô Huyết Nghệ Tỉnh, quận Bình Thạnh. Gì mà sổ sách giống như thu tiền góp quá vậy? Gì sổ sách tùm lum vậy giống như thu tiền góp quá vậy? Đừng nó giật lên là Duy Minh thu tiền góp ra ông nội. Không. Bữa nay không có giật như thu tiền góp mà bữa nay đưa ông anh Sài Gòn này lên mới được. Tôi thì gọi nhan tướng lạ hả? Nhan tướng lạ. Độc lạ Bình Dương. Không phải độc lạ là nó hay, còn nhan tướng lạ là nó mới. Bên bên đây đợi đợi chơi. Ở người ta không có nói chuyện gì không? Ta đang quay cơm. Rồi. Mà đi né la né la cho người ta đi lên. Rồi cúng cơm là khán giả đến luôn kìa. Anh Minh. Hả? Hồi nãy anh nói quận gì? Quận Bình Thạnh, Xu Quýt người ngoại tỉnh. À, đang cúng cơm cho cậu và có khán giả từ ngoài đi vào nữa cô chú anh chị ơi.
giờ này mấy anh em YouTube cúng cho chú. Chị Minh cũng dùng chị nào ra chị cẩm hoa cẩm chướng gì đó không biết. Chị cẩm hoa. Cẩm hoa hả? Ở Hòa Định, quận Bình Thạnh. Nắng quá trời nắng luôn trời ơi. Tháo cái gạp mậu cụ cái nắng chói chang. Duy Minh Vlog. Anh có coi có con Bùi Hải không? Đây là một cái băng tâm của chị Hoa cẩm hoa ở đường Covid nhà tỉnh theo quý quý vị ở quận Bình Thạnh. Chị cẩm hoa thắp hương cho cậu à, con chú anh chị ơi. Mấy giờ làm? Bữa nay 2 giờ làm hả? Hả? Bữa nay 2 giờ làm. Do đi làm á là... cho nên là mặc đồ đen cho nó sạch. Đúng rồi. Chứ không phải là nếu mà ngày thường là sẽ bạn nào tiếp đẹp rồi. Chứ đi làm đâu mặc đồ của chú được. Đúng rồi. Làm chút xíu vô. À, cũng cơm cái có khán giả tới liền à. Hôm nay là ngày 21/8/2023, con tên 36 tuổi. Cũng như chúc mọi người cũng tú vũ linh ông linh thật giỏi nhân quan có hấp dẫn cảm giác sinh nhật mừng thọ ngày mai năm 1958 và mất ngày 5/3/2023 du lịch ngày 14/2/2023 được biết mặt mình còn 66 tuổi. Hôm nay duyên được sự trợ duyên của là chị cẩm hoa ở là đường sâu huyết nghệ tỉnh ở quận Bình Thạnh cũng một năm con trai chú rất là mời chú vũ linh ông giỏi nhân quan về đây thật và sao cũng cầu nguyện cho chú được giảng sanh về lạc. Hòa Chí Minh cũng không quên hồi hướng công đức cho chị gia đạo gia đình chị Việt Cẩm Hoa ở đường Xô Quýt, Nghệ Tỉnh, ở quận Bình Thạnh được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Hòa Chí Minh cũng không quên mà em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em nghe cô chú anh chị ạ.